Xin cảm ơn quý vị và chúng ta trở lại câu chuyện với tác giả Tạ Đức Chí. Chúng tôi đang tìm hiểu nước Mỹ qua lịch sử và chính quyền, và chúng tôi đang nói chuyện về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Thưa ông Tạ Đức Chí, thế thì khi mà chúng ta nói về cái sự thay đổi của nước Mỹ, vấn đề kinh tế và chính trị, quân sự nó sẽ ảnh hưởng trong cái nguồn máy ngoại giao. Vậy thì đối với cái nhìn của ông, thì cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay nó sẽ có thể leo thang chiến tranh, hay là chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ thương thuyết để hoàn toàn đi vào cái nền kinh tế để mà cho nước Mỹ mạnh trở lại trong ngoặc kép của ông Donald Trump? Cái câu hỏi này, là nếu mà muốn trả lời cái câu hỏi này, chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng ta phải cần rất nhiều những cái chuyên gia, những cái chiến lược gia trên thế giới. Nhưng mà chúng tôi cũng xin phép trả lời một cách rất là thô thiển những cái tài học rất là căn bản của chúng tôi. Thì cái chính sách của Hoa Kỳ dưới cái sự lãnh đạo của Tổng thống Trump trong những tháng sắp tới đó, nó sẽ phải là vừa củng cố về mặt quân sự mà vừa phải tạo những cái ngoại giao với những cái quốc gia đồng minh. Hoa Kỳ, chúng tôi dùng cái chữ không nên leo thang chiến tranh. Khi mà Hoa Kỳ leo thang chiến tranh á, Hoa Kỳ sẽ tốn phí rất là nhiều. Mà khi mà cái chiến tranh nó kéo dài đó, thì nó ảnh hưởng tới những cái sự đồng thuận người dân tại Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ, cái cách của Hoa Kỳ với những cái vấn đề như là vũ khí tối tân, cái cách đánh của Hoa Kỳ là đánh nhanh, đánh gọn và đánh dứt điểm. Đó là của Hoa Kỳ, và cái người dân Hoa Kỳ, quốc hội của Hoa Kỳ cũng muốn nhìn thấy cái đó. Chính vì vậy, những cái cuộc chiến tại Iraq, chúng ta thấy những cái cuộc chiến tại Iraq nói về những cái sự hy sinh đâu có thể nào so sánh với cái cuộc chiến của Việt Nam. Tuy nhiên, cái cuộc chiến tại Iraq á, đã làm cho Tổng thống Bush xuống điểm rất là nhiều. Cô Phiến Đàn phải đồng ý cái chuyện đó. Mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta so sánh cái cuộc chiến tại Iraq giống như cái cuộc chiến Việt Nam, giống như cái cuộc chiến tại Hàn Quốc. Vâng. Cái phí tổn nó ít hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, càng ngày người dân Hoa Kỳ, người ta không có muốn Hoa Kỳ phải chịu những cái phí tổn leo thang chiến tranh ở một cái quốc gia khác. Con em họ đi, họ hy sinh, thành ra họ không muốn nhìn thấy cái cảnh đó. Thành ra Hoa Kỳ không thể leo thang chiến tranh. Nhưng mà Hoa Kỳ không thể nào ra một cái chính trường trên thế giới với một cái chính sách nó quá là mềm yếu được. Hoa Kỳ phải tiếp tục củng cố về mặt quốc phòng, về mặt quân sự, và sẵn sàng tạo nhiều cuộc đối thoại liên minh với những các quốc gia đồng minh để tạo một cái hàng rào tại Á Châu, Thái Bình Dương, cũng như tại vùng Trung Đông, phải tiếp tục liên minh với những cái quốc gia thân thiết của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, cái cách ngoại giao của Hoa Kỳ phải cho các quốc gia biết là Hoa Kỳ sẵn sàng đứng đầu để tiên phong để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ đối với các quốc gia đồng minh. Và bên cạnh đó, Hoa Kỳ phải tạo thêm niềm tin là Hoa Kỳ sẵn sàng đứng bên cạnh các quốc gia đồng minh để phản ứng, trả đũa lại tất cả những cái đe dọa của những các quốc gia khác. Có như vậy đó, thì các quốc gia đồng minh, người ta mới thấy Hoa Kỳ có khả năng lãnh đạo trên chính trường thế giới hơn là các quốc gia đồng minh hiện tại. Họ vẫn chưa rõ cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ là như thế nào. Thành ra cái việc mà phóng 59 cái quả Tomahawk vừa rồi đó, nó chỉ mới là khởi đầu. Tổng thống Trump còn phải cho thế giới thấy cái chính sách dài hạn của ông. Chúng tôi dùng cái chữ cái chính sách và chiến lược dài hạn của ông tại vùng Trung Đông, và đặc biệt là tại quốc gia Syria. Chứ không thể nào Hoa Kỳ chỉ có bắn 59 cái quả Tomahawk là dừng lại. Thưa quý vị, khi chúng ta biết được là tất cả mọi cái thay đổi ngày hôm nay, thay đổi vào ngày mai, chiến tranh hay là không chiến tranh, nó tùy thuộc vào cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Thế nhưng như trở lại ban đầu Phiến Đan nói, Phiến Đan nghe bản tin thì sự kiện là ông Donald Trump ra lệnh bắn 59 cái hỏa tiễn tên lửa vào phi trường của Syria, nó chỉ là một cái động thái mà Phiến Đan nghĩ là giống như bốc đồng vậy thôi.
Phía Lan theo cái nhìn của Phía Lan là bốc đồng. Bởi vì sao? Bởi ông là một người nói nhưng mà ông không có ông cái hành động của ông là dựa vào người khác chứ không phải từ cái Manchester của him. Hy không có bao giờ, Hy không có nghĩ mà Hy làm theo một người khác. Thí dụ như đây là cô gái mà Ivanka Trump của ông. Phía Lan nghe một cái bản tin sáng nay Phía Lan hơi bị sốc, tức là nói rằng là cái người con gái của ông á, quyết định đề nghị bắn cái quyết định đó, và ông bị ảnh hưởng cái sự quyết định của người của con gái mình về cái chuyện là cho bắn 59 cái hỏa tiễn đó. Thì Phía Lan nghĩ rằng là một người mà lãnh đạo thế giới, chúng ta đã là một nước đại cường, cả thế giới trông chờ vào cái sự quyết định, mặc dù cái quyết định này đã tăng lên cái uy tín cho chính phủ Trump, và cái chính phủ của ông Donald Trump đã được đánh giá là đã trưởng thành. Bởi vì dám nói và dám làm, nhưng mà sự thật khi mà chúng ta nghe được là cái quyết định đó là do cái người con gái Ivanka Trump của ông đề nghị, thì mình tự nhiên mình bị thất vọng, là bởi vì quả tình rằng là ông là một nhà lãnh đạo nhưng mà những cái quyết định của ông lại rơi vào một cái người con gái của ông vui buồn. Nếu mà những cái chuyện đó mà người ta bình luận là cái vì cái người con gái của ông cũng là một người mẹ, thấy những đứa trẻ bị chất hóa học vậy. Phía Lan cho rằng đây là một cái chính sách ngoại giao mà bắc bên phải nói là thả nổi, và Phía Lan không tin vào, nếu mà nói gọi là chính sách ở đây, chính Phía Lan ngồi trên này, Phía Lan không thể nào nói là chống ông chính phủ Trump hay là cái gì, bởi vì Phía Lan chỉ là một người bình luận theo cái sự nhận xét của mình, và đặc biệt là Phía Lan đang nói về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì theo cái sự nhìn của đánh giá của tác giả Tạ Đức Chí, thì liệu thì lịch sử có lặp lại là với cái thế đối ngoại này thì cái nền cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ, Phía Lan dùng lại đúng cái chữ mà ông Tạ Đức Chí nói là Việt Cộng đu dây, thì không biết là Hoa Kỳ có bị rơi vào chính sách ngoại giao đu dây không? Dạ, cô Phía Lan nói một cái chi tiết nó cũng khá là thú vị. Thì theo cái thiện ý và theo cái sở học của chúng tôi đó, thì trước khi mà Tổng thống Trump mà ra lệnh bắn 59 cái quả Tomahawk đó, thì chúng tôi thiết nghĩ rằng đó, hàng tướng lãnh và các chuyên gia quân sự và cố vấn an ninh của Tổng thống đã đưa ra cho Tổng thống nhiều cái phương án. Và theo như chúng tôi nghĩ là cái phương án mà bắn 59 cái quả Tomahawk là cái phương án tương đối là nhẹ nhất. Chúng tôi không có đặt nặng về với cái vấn đề những cái bản tin của báo chí đó là cái cô gái Ivanka Trump cho biết rằng tại vì cô nhìn thấy những cái hình ảnh nó quá là đau khổ của các bà mẹ, của các gia đình bên Syria khi nhìn thấy đứa con không có thở được. Thì chúng tôi nghĩ rằng là do những cái cố vấn quân sự của Tổng thống đã đưa ra những cái phương án, rồi cuối cùng Tổng thống sẽ phải là người chọn cái phương án đó. Thành ra theo như chúng tôi nghĩ, chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái phương án mà Tổng thống Trump đã chọn hồi tuần rồi đó là một cái sự suy tính sáng suốt. Ông có một cái sự tính toán, và tại vì chúng ta thấy bên cạnh ông là có những cái người cố vấn quân sự và những cái chuyên gia về chính trị. Yeah. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh cái nền đối, cái sự đối ngoại của Hoa Kỳ với cái chính sách quân sự, chính sách ngoại giao đó ảnh hưởng trên cái tính trên quân sự, cái này là thuộc về quân sự, nhưng mà nếu là nói về vấn đề kinh tế thì chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã dần dần hình như là có vẻ bị nhượng bộ khi mà Tổng thống Trump không có cảm thấy là mình quan tâm tới tình hình Biển Đông cho lắm, khi ngay lúc ông tranh cử ông cũng không mang tới cái chuyện đó. Thế thì đối với thị trường Tạ Đức Chí, liệu cái vấn đề kinh tế của nước Mỹ có bị ảnh hưởng và bị rơi vào một cái thế gọi là cô lập của Trung Cộng hay không? Cái câu hỏi này của cô Phiến Đan phải nói là hay, rất rất là hay. Chúng ta thấy được cái sự thay đổi giữa ứng cử viên Tổng thống Donald Trump với lại Tổng thống cầm quyền Trump. Chúng ta thấy hai cái hình ảnh nó tương đối nó khác nhau. Lúc ông còn là một ứng cử viên thì cái khẩu hiệu của ông là đem lại cái sự vĩ đại phồn thịnh cho Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà ông ngồi vào chiếc ghế Tổng thống, ông mới hiểu được những cái phức tạp, những cái éo le, những cái dồn dập
những cái biến động của tình hình trên thế giới mà chúng tôi dùng cái chữ Hoa Kỳ không thể nào đứng khoanh tay, Hoa Kỳ không thể nào tự cô lập Hoa Kỳ trước những cái biến động trên thế giới. Thành ra chúng ta thấy cái việc mà quyết định của ông tại Syria là một cái sự bất ngờ cho hàng tướng lãnh. Tại vì 4 năm trước á, Tổng thống Barack Obama, ông cũng rơi vào cái giờ phút này. Nhưng mà cái cuối cùng, ông Tổng thống Barack Obama cách đây 4 năm, ông lại làm cho hàng tướng lãnh vô cùng thất vọng. Những cái tài liệu đã đọc lại, chúng ta thấy hàng tướng lãnh ngồi trong phòng khi mà ông ra cái quyết định là đưa cho Quốc hội giải quyết. Một số tướng lãnh đã bỏ ra khỏi phòng và một số tướng lãnh đã im lặng và tỏ vẻ thất vọng. Phía Nam xin cảm ơn quý vị và chúng ta tạm ngừng trong giây lát, rồi chúng ta sẽ trở lại câu chuyện với tác giả Tạ Đức Chí. Xin cảm ơn quý vị.